Cái buổi tối hôm nay ấy, là cái nội dung trình bày với cả nhà đó là cái phần những cái thủy lão này, chức năng nhiệm vụ. Đấy, các cái thủy lão này, hôm trước mình học là mình nói chuyện về tính cách hai bán cầu lão rồi. Đấy, hôm nay mình nói mình đi trình bày về cái trường hợp là các cái thủy lão này là một này. Đấy. Rồi là các cái vùng chức năng, các vị trí L1, R1. Hôm nay mình làm nội dung hết cái phần này, bởi vì cần phải nắm được rõ chức năng này, các chức năng ở trong đó, thì sau đó nó, mình áp dụng cái quy luật cái quy tắc của vân tay. Bản chất vân tay nó là một dạng quy tắc vận hành, mình áp nó vào những cái vùng này. Đấy, thì mình nắm được cái ý nghĩa của nó. Đấy. Thì đó là cái nội dung của tối hôm nay. Đấy. Thứ nhất về lá bộ chúng ta thì chia đây 5 đầu ngón tay gộp lại thì nó gọi là 5 thùy. Thực ra thì mình nghiên cứu về sinh trắc này thì mình cũng chấp nhận nó như vậy đi. Đấy, còn đâu về kết quả giải phẫu y học ấy thì mình không phải là bác sĩ, do vậy mà về kết quả y học với các bác sĩ chuyên khoa thì mình cũng chưa có một cái gì đó nó có cái liên kết với cả những bác sĩ. Nhưng mà giờ, thực tế ra ngoài ấy, ra ngoài xã hội về mặt thực chứng ấy, thì mình ghi nhận các cái chức năng này nó cũng rất là sát. Đấy, giả sử như cái thùy trước trán này, đấy, giả sử như cái thùy trước trán nó tương ứng vân tay. Đấy, giả sử mà độ đồng vân thấp chẳng hạn với các chủng A ở đây chẳng hạn thì đương nhiên là gì? Đấy. Cái những cái người mà có chủng A ở vị trí hai ngón cái này thì được công nhận, rõ ràng ghi nhận là một cái vấn đề là họ là quá nhạy cảm này. Đấy. Như là mật độ đồng vân thấp ít thì họ rất là nhạy cảm. À, thì đúng. Thế thì mình cứ ghi nhận là như vậy là giữa vân tay với lá bộ. Đó. Nó cũng có một cái liên kết rất là chặt. Thì về kết quả của các cái kết quả của các cái nhà nghiên cứu trước thì cũng có một loạt các hồ sơ rồi, nhưng mà thông thường cái quá trình trích dẫn ấy, nó do toàn là các bên, các công ty làm về kinh doanh thôi, họ giới thiệu ra. Chứ còn trong các cái tổ chức, giả sử như các tổ chức chính thống nhà nước hoặc là các cái đơn vị nghiên cứu ấy, thì có vẻ nó thấy nó hơi hiếm. Đấy. Thì đa số là các cái đơn vị người ta giới thiệu vào thị trường thôi. Đấy. Nhưng mà về cơ bản ấy, thì thực tế thực chứng nó có một cái mối liên hệ rất là rõ. Đấy, do vậy được ghi nhận. Đấy, mình gọi là được ghi nhận. Đấy. Thì đó là mình sẽ hiểu 5 thùy não tương đương với 5 cái đầu ngón tay này. Đấy. Nếu mình chia gộp lại 5 thùy thì thùy não của mình nó gồm 5 thùy. Đây, thùy não này gồm là thùy trước trán hai ngón cái này. Đấy. Thùy trước trán, thùy này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó đóng vai trò các cái thùy trước trán này này, nó có mấy chức năng. Đấy, ở đây thì xem nào, chức năng ở đây ấy, nó có hai vai trò chính của thùy trước trán này. Một là chức năng tương tác, tương tác. Đấy. Hai chức năng kiểm soát, hai chức năng này được gọi là chức năng chính của thùy trước trán. Nó là cái bộ phận chỉ huy toàn bộ cái lão bộ phía đằng sau. Đấy. Nếu như ai hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin thì cái vùng này nó làm nó kiểm soát toàn bộ hệ điều hành của cơ thể chúng ta. Đấy, nó là hệ điều hành. Nó được mặc định. Hệ điều hành nó có nghĩa là nó là một cái, nó gọi là cái vùng trung tâm điều khiển toàn bộ các chức năng ở trong cơ thể. Là cái thùy trước trán này. Nó nắm vai trò của điều khiển, kiểm soát hai cái vùng này. Đó. Chức năng chính của nó là tương tác và kiểm soát. Trong các cái bài báo cáo sinh sắc ấy, thì thường thường người ta ghi vùng này là vùng lãnh đạo. Đấy, thực ra thì nó cái kiểu ghi lãnh đạo thì nó có cái gì đó nó chỉ là một chức năng trong cái tương tác này thôi. Đó. Còn cái vị trí này là vị trí kiểm soát, quản lý thì cái này ghi nó sát, nhưng mà chính nghĩa của nó là kiểm soát, quản trị. Đấy. Còn cái vùng này là tương tác. Tương tác có nghĩa là cái cơ thể nó làm cái chức năng cơ thể chúng ta tương tác ra thế giới bên ngoài.
thì nó là có hai chức năng là tương tác và kiểm soát. Mọi người lưu ý hai vùng này, thùy trực trán này, và cái vùng thùy trực trán này nó cũng đóng vai trò của chức năng cảm xúc. Mà những người tổn thương thùy trực trán này thì cái những cái hành vi về cảm xúc là rõ ràng là có những biểu hiện mất chức năng nhất định. Đấy, người trước kia đã có, người ta đã thí nghiệm, người ta đã kiểm tra những cái, có một số cái trong chiến tranh ấy, những cái người mà bị tổn thương thùy trực trán này hoặc là trong tai nạn lao động ấy, thì rõ ràng là sau một thời gian ấy, thì là những cái hành vi, những cái cảm xúc của họ tương tác ra một thế giới bên, môi trường bên ngoài ấy, là có một cái độ ảnh hưởng rõ, rất rõ ràng. Như vậy thùy trực trán, cái vùng cảm xúc nó nằm ở đây này, là cái vùng trực trán, đấy là cái chức năng của nó, kiến tạo cảm xúc, kiến tạo cảm xúc nữa ở vùng này. Đấy. Thì đấy là cái thùy gọi là thùy trực trán. Đấy, mình sẽ có hai vai trò chính ở đây. Tí nữa mình sẽ nói chi tiết các chức năng phía sau là trong này nữa. Đấy, có đâu thùy trán. Thùy trán thì thùy trán ở đây là cái hai ngón trỏ. Đấy, hai ngón trỏ này. Thì thùy trán nó đóng cái vai trò, thùy trán nó là đóng vai trò tương đương với một cái bộ CPU của máy tính, hoặc là đối với não bộ của chúng ta thì đây là vùng xử lý thông tin. Đấy, vùng này là vùng xử lý thông tin. Vùng này là vùng khởi phát của thông tin. Nó là thầm lặng trong hệ ý thức. Đấy, giống như khi chúng ta có một cái nhu cầu nào đó thì cái ý nghĩ đầu tiên nó xuất hiện ở vùng này. Đấy, cái ý nghĩ ấy, đấy, giả sử chúng ta khởi phát một cái ý tưởng, một cái kế hoạch, một cái mục tiêu nào đó thì chính xác nó khởi phát từ cái vùng này. Đấy, vùng này gọi là vùng, nó gọi là ý thức chủ, có tính chủ ý. Đấy. Còn cái vùng ngoài này nó gọi là ý thức có dạng tiềm, nó có dạng là tiềm thức. Nó dạng tiềm thức, có nghĩa là nó được lạp sẵn, là automation, nó có thể automation được. Như cái vùng này ấy, là cái vùng là gì? Vùng này là cái vùng nó gọi là hệ ý thức chủ ý. Đấy, vùng này. Đấy. Thói quen nó nằm ở vùng này nhiều hơn. Đấy, còn ở vùng này ấy, nó có dạng thói quen. Nhưng mà thông thường ấy, nó cái vùng này nó khởi ý trước, sau đó nó cái hành vi nó diễn ra một cái thời gian, một chu kỳ nào đó, sau đó mới nó sẽ được lạp sang cái vùng L1 ở trên này. Đấy, giống như bây giờ nếu như sáng nào chúng ta cũng dậy từ 4:30 đến 5 giờ thì sau này không cần nhắc nữa, đúng giờ đấy chúng ta dậy. Nếu mà chúng ta dậy liên tiếp trong vòng 30 ngày đầu tiên thì đấy là cái vùng này, nghĩa là cái vùng đầu tiên, nhưng phải vùng này nó khởi ý trước, nó lạp sang vùng bên L1 này. Thì vùng thùy trán ấy, nó có chức năng người ta gọi là vùng này có thể mình dùng gọi là khởi ý, đó, chú ý, là vùng L2 này. Thì cái vùng L2 ở cái thùy trán này, trên con trỏ nó gọi là thùy trên, ví dụ vậy. Đó. Cái vùng thùy trán này nó có hai vai trò chính. Một là tư duy không gian, tư duy định hướng, hoặc là thiết lập mục tiêu. Đấy chính là ngón L2. Đó, tư duy không gian ấy, nghĩa là làm cái vai trò dẫn hướng, làm cái vai trò thiết lập hệ thống, làm cái vai trò định hướng trong không gian. Đấy là cái vị trí của L2. Đó. Còn chức năng bên này nữa là tư duy lập luận. Nghĩa là lập luận ở đây gồm là lập luận và tư duy logic, gồm là chức năng lập luận và tính toán, là vị trí của L2. Đấy, như vậy thùy trán này có hai cái vai trò chính, nó nằm ở đây. Đấy. Và đồng thời nó là cái vùng chủ ý. Vùng chủ ý có nghĩa là vùng khởi phát. Do vậy chỉ cần nhìn vào ngón này là biết thôi, người này là cái chủ ý của họ như thế nào. Hai ngón trỏ này, quan sát hai ngón trỏ này, họ chủ ý hay không, họ có chủ, họ có coi như là họ là cái người có ý chí hay không, là những cái ngón này. Đấy. Họ có niềm tin hay không, đấy, hai cái ngón thùy trán này. Và chúng ta quan sát cuộc sống cũng vậy thôi. Thông thường chúng ta ra lệnh ấy, chúng ta dùng cái tay này, chúng ta chỉ này, ngón trỏ này. Đấy. Ra lệnh chỉ người này người kia, chúng ta dùng cái kiểu này, thì nó có cái đặc biệt là như vậy. Thì đấy là cái về biểu vệ ký tự của ngón tay. Đấy là thùy trán. Còn cái thùy thứ ba là thùy đỉnh. Đấy, thùy đỉnh là cái thùy mà nó tương đương với hai ngón giữa trên đầu này. Nó có cái vai trò, thùy đỉnh nó có hai cái vai trò chính. Một là vận động tinh, điều khiển toàn bộ các hệ cơ mềm ở phía bên trong, các cái đơn vị như là các cái hệ giác quan, như là vận động tinh này, thì nó sẽ làm bao gồm các chức năng của cả khứu giác, cái mũi, cái vị giác là cái miệng, vùng này, rồi các cơ mặt, đấy là vùng này, ánh mắt cũng là vùng này, giọng nói cũng là vận động tinh, đấy, giọng nói, khớp ngón tay, khứu giác, vị giác, ánh mắt, cơ mặt, cơ các ngón chân, ngón tay, đấy là cái vùng vận động tinh này.
thậm chí là luôn là nó kiêm luôn cái chức năng nó quản trị toàn bộ các cái hệ của hệ nội tạng ở phía bên trong cơ thể. Những cái vùng này thực tế những cái người mà vị trí mà mật độ vùng này thấp thì thường thường sức khỏe nội tạng họ cũng không cao lắm về mặt thực tế kiểm chứng. Đấy, nó cũng đi liền với các chức năng của nội tạng ở bên trong luôn. Và nếu mà xét ra bên ngoài ấy, thì nó cũng thể hiện ra bên ngoài trong cuộc sống ấy, nó cũng là một cái năng lực vận động của cái tổ chức nội bộ, cái vấn đề nội bộ. Đấy, nghĩa là cái cách điều hành những cái gọi là vấn đề người ta gọi là nội bộ. Đấy, thì đấy là chương của vận động vùng vận động tinh của R3. Còn cái vùng vận động thô L3 này thì bản chất của chức năng của nó là gì? Là điều khiển toàn bộ những cái hệ người ta gọi là hệ cơ lớn, khớp các cổ ngón chân, khớp các cổ tay này, cổ chân, các hệ xương cơ xương, sự đồng bộ giữa các bộ phận lớn với nhau, đấy là vận động thô. Đấy, vận động thô nó sẽ cho chúng ta nhìn cái thông tin về thể trạng. Thể trạng có nghĩa là người cao to gầy lớn. Đấy, và đồng thời trong cái báo cáo chính xác ấy, nó cho chúng ta gì, cái cách người này vận động, thao tác, thực hiện một công việc. Đấy là vùng này nó gọi là vùng vận động thô. Đấy, chúng ta nắm được cái tình hình này, nó nắm được cả vấn đề sức khỏe, thể trạng của vùng này, đồng thời nó cũng cho mình thông tin là cái cách người này thao tác thực hiện một công việc. Đấy, thì đây là thủy đỉnh. Đấy, tiếp đến thủy thái dương. Đấy, à chết, mà nhắc thêm nữa, cái thủy đỉnh này nó có một cái vai trò nữa mọi người bổ sung thêm, đó là hệ xúc giác. Thủy đỉnh này vận vùng vận thôi là ba, nó chứa cái hệ xúc giác là toàn bộ những cái năng lực cảm nhận qua mặt bề mặt da. Đây, bề mặt da tay này, da chân này, người ta gọi là hệ xúc giác, nó nằm ở vị trí L3 đó. Thì đó là chức năng của thủy đỉnh. Đó, tiếp đến là cái thủy thái dương. Thủy thái dương bản chất chức năng của nó là gì? Là chức năng là nhận thức thính giác, nhận thức bằng âm thanh, chính xác là nhận thức bằng tai, thính giác, nghe. Trong cuộc đời chúng ta thông thường chúng ta tiếp thu thông tin ấy, thì cái vùng thái dương này là chúng ta nhận thức nhiều nhất qua vùng thái dương này. Mắt so sánh với đơn vị thông tin thì mắt nhận thức thấp hơn, ít hơn. Đấy, tay ít hơn, nghe là nhiều nhất. Đó, do vậy mà chỉ cần nhìn vào vùng thái dương này thôi, biết con người này cái tiềm năng họ nhận thức như nào, tiềm năng nhận thức thôi nha. Đấy, cho nên là sao trước kia mình không để ý, nhưng sau này mình phát hiện ra những cái trẻ thông minh ấy, thường thông thường là cái thủy thái dương này là cái mật độ tế bào thần kinh rất là tốt. Đấy, cao. Đấy, các cái chủng vân tay đặc biệt là vùng thái dương này. Đấy, cho nên nó cái từ gọi là từ thái dương này, cho nó là đặc trưng cho trí tuệ đấy. Thái dương này, ánh sáng mặt trời, trí tuệ. Cho nên khi mà làm sinh các bạn mà làm phân chính vân tay ấy, thì mình phải nhìn ngay người này có thông minh hay không. Chúng ta nhìn về cái thủy thái dương để xem cái mức độ tế bào thần kinh phân bố nó như thế nào ở cái vùng này, thì đấy là lưu ý. Cái tai nghe thì nó sẽ có một bên là tai nghe này, một bên tai nghe bao quát, một bên tai nghe chi tiết, hai cái tai nghe này. Tai nghe bao quát nó kiêm luôn cả chức năng về âm nhạc, cảm âm, cảm thụ. Đó, mà cái tai nghe bao quát bên này là tai nghe chi tiết, là tai nghe ngôn ngữ phân biệt mức độ âm vần, mức độ chi tiết của các âm thanh. Đấy là tai nghe R4. Đấy, còn đâu cái tai L4 nó nghe bao quát, nó nghe tầm xa, tầm rộng. Đấy, còn đâu tai nghe chi tiết là R4. Do vậy tai nghe chi tiết ở R4 là tai nghe ngôn ngữ. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ ứng dụng ngay vào trong đời sống. Khi chúng ta đi làm tư vấn với khách hàng, luôn luôn chúng ta ngồi bên tai trái của khách hàng, bên tay trái của khách hàng. Đấy, thì đấy là cái tai ngôn ngữ nằm đây. Đấy, thì nó thuận hơn. Đấy, nên là lưu ý về cái trường hợp này. Nó bên mà một bên là nhận thức chi tiết, một bên là nhận thức bao quát, nhận thức bằng âm điệu, âm thanh. Đấy, cho nên chức năng âm nhạc nó nằm ở vùng này. Thực ra thì mình cũng nghe theo các cái tài liệu về sinh sắc thôi, còn đâu chả biết là nó thực sự nó nằm ở sinh sắc một bên này hay bên kia. Nhưng mà về cơ bản về cái kết quả ấy, thì cũng đều một cái nhận rằng khi mà cái chức năng tai L4 này có những cái chủng vân tay cảm xúc nằm đây, đương nhiên là những cái người mà cái kết quả của thông minh âm nhạc thì cũng là được ghi nhận. Do vậy mà gọi là mình cũng là chấp nhận cái kết quả này, đó là chức năng của vùng âm nhạc làm đây, đó là L4. Tiếp đến là thủy trầm.
Thủy chẩm nó có cũng lại chia làm hai vùng chức năng. Thủy chẩm là chức năng nhận thức bằng hình ảnh. Bản chất của thủy chẩm là chức năng nhận hình ảnh. Đó, nhận thức. Đó, thì bao gồm là nhận thức L5 là nhận thức bao quát, nghĩa là cái tầm nhìn theo chiều rộng. Đó, cái cách đánh giá nhìn nhận người ta gọi là theo tổng thể, hình khối. Đó, hình khối không gian 3D. Đây là cái mắt. Mắt L5 này. Đó, là cái bố cục. Đó, là cái vùng này. Đó. Rồi cái mắt L5 là cái mắt quan sát chi tiết, mắt này còn người ta còn gọi là mắt đọc, hoặc là trong báo cáo sinh chắc nó còn thể hiện nữa cái chức năng nữa gọi là mắt thiên nhiên, mắt thiên nhiên. Còn cái mắt bên này L5 người ta còn dùng cái từ nữa gọi là mắt mỹ thuật. Đấy. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy năm thủy não. Đấy, năm thủy não. Vậy thì trong cái cấu trúc não bộ chúng ta đây, nếu như ai hiểu máy tính thì cái vùng L1 chính là hệ điều hành, vùng này là vùng vi xử lý. Còn ba cái vùng phía sau này, cái vùng này này, đó, các cái vùng thủy chẩm này, thủy thái dương này, thủy đỉnh, đây là cái ba cái vùng nhập liệu, có nghĩa là cung cấp thông tin, cung cấp thông tin. Đấy, hoặc là trong ngành máy tính thì nó gọi là vùng nhập liệu, nghĩa là dập nhập dữ liệu. Đấy, thằng này nhập dữ liệu bằng hình ảnh, thằng này nhập dữ liệu bằng âm thanh, đấy, thằng này nhập dữ liệu bằng cảm giác, cảm nhận, thủy đỉnh này. Đấy. Sau đó thông tin, tất cả cái thông tin này về sẽ được cho thủy trực trán trước, mà đi vào vùng thủy trực trán. Thủy trực trán nó làm cái vai trò lọc. À, lọc là gì? Có những cái nó mang vào suy nghĩ, nhưng có những cái nó không mang vào suy nghĩ, thậm chí nó phản ứng ra ngay. À, giống như thế này. À, giống như chúng ta nhìn thấy một cái gì đó, à, chúng ta nhìn thấy cái bánh, chúng ta muốn ăn, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta muốn ăn, nhưng muốn ăn thì phải có tiền. À, thằng bắt đầu suy nghĩ. Đấy. Giả sử như nhà chúng ta có sẵn thì không phải suy nghĩ nữa, vào tủ mà lấy mà ăn, đỡ phải nghĩ làm gì cho đau đầu. Đấy, nhưng mà bây giờ là chúng ta muốn ăn, đấy, nhưng mà nó không có tiền thì phải nghĩ ra, vậy thì phải lấy tiền ở đâu, nghĩa là lại phải suy nghĩ. Đấy, nghĩ xong thì cái chân nó phải chạy. Đấy, nghĩ xong thì cái chân phải chạy, phải đi, phải hành động chứ, ra mà lấy. Đấy, cái chức năng nó đi theo một cái cấu trúc, thông tin nó đi theo cấu trúc như vậy. Nó bao gồm là thông tin bắt đầu từ tai, từ mắt, từ cảm nhận bên ngoài, dội về vùng trước trán này trước. Thế thì nó có hai cái hành vi xảy ra. Đấy, một, người ta gọi là hành vi bản năng. Hành vi bản năng là hành vi gì? Là hành vi nó mang tính chất là tự động. Đấy, giống như đói thì, giống như đến trưa thì nó đói thì mình phải ăn. Đấy, mệt thì mình phải nghỉ. Nó là những cái hành động nó mang tính chất là bản năng như vậy. Đấy, nhưng cái loại thứ hai là loại là hành động ý thức. Loại hành động ý thức là loại hành động có chủ ý, có cái tính toán, có tư duy. Thì đấy là cái loại hành động nó đưa lên thủy trán này. Thì cái cơ bản cái thông tin não bộ chúng ta đã đi theo cái cơ chế như vậy. Tất cả những cái vùng này nó mang tính chất là nhập dữ liệu hết vùng này. Đồng thời nó vừa các ba vùng phía sau này nó vừa là vùng chức năng, nó vừa là vùng nhập thông tin, nhưng nó cũng là vùng chức năng. Giả sử thủy đỉnh nghĩa là chức năng rồi, không những là cảm nhận thu hợp thông tin về, mà còn cả cái chức năng gì thực hành thực hiện. Thì đấy là giới thiệu cho cả nhà biết cái chức năng của cái năm thủy não này. Đó. Đấy, năm thủy não nhá. Chức năng của năm thủy não này. Nó chẻ ra mỗi một cái thủy nó chẻ ra hai vùng chính. Đấy, năm thủy à, chẻ ra hai vùng chính thành mỗi thủy là có hai vùng. Đấy, tư duy có hai vùng. Vận động có hai vùng. Nhận thức tính giác có hai vùng. Nhận thức mỹ thuật có hai vùng. Đó. Tất cả 10 đầu ngón tay. Đó. Thế thì bây giờ đấy là chúng ta nhận thức được năm thủy não rồi, các 10 vùng chức năng rồi. Đấy, vừa rồi là nói luôn được cả 10 vùng chức năng đấy. Bây giờ mình vào chi tiết từng vùng một, xem là chức năng từng vùng một thì nó sẽ như thế nào. Đó. Cắt hết cả mắt rồi nhỉ. Đây. Mình sẽ phải tìm hiểu xem là chức năng từng vùng một sẽ như thế nào. Đây. À, các ngón cái đầu tiên, ngón cái trái đầu tiên, vị trí này, vai trò chính của nó là vai trò của tương tác. Tương tác có nghĩa là gì? Giữa cơ thể chúng ta tiếp cận ra cái thế giới môi trường bên ngoài. Đấy, môi trường bên ngoài thì bao gồm cả vấn đề những cái mối thiết lập, cả mối quan hệ, rồi là những cái tác động vào môi trường, tác động ra xã hội. Đấy, vị trí này, vị trí L1 người ta gọi là vị trí tương tác. Đó, hoặc là vùng này, vùng L1 này, vùng này này, người ta gọi là phản ứng bên ngoài.
Đấy, vùng E là một này, nó còn cái nghĩa nữa, người ta gọi là phản ứng bên ngoài nhé. Đấy, cái này này, phản ứng ra ngoài. Đấy. Trong đó vùng L1 nó thực hiện chức năng là đối ngoại. Đấy, đối ngoại có nghĩa là tiếp cận ra thế giới bên ngoài. Đây, nó gồm các chức năng gì? Giao tiếp, tương tác này. Đấy. Ra quyết định này. Cuộc đời chúng ta ra quyết định, cho nên là mình liệt kê vào đây là chức năng ra quyết định, nó nằm ở bên này. Đấy. Chức năng nữa là gì? Điều khiển, giống như để chúng ta đi xe hoặc là làm cho tất cả mọi thứ khác. Chức năng nhận thức hướng ngoại có nghĩa là thu thập thông tin. Nó là cái chức năng này chính là nó nằm sau này, nó có một cái nằm ở đây, nó có một cái từ nữa, nó có một cái dạng này, bọn này nó có trực giác nằm đây này, nó nằm ở trường hợp này. Đấy, có nghe thông tin nó chúng ta cảm nhận, nó đi từ ngoài vào. Đấy, cái này nó gọi là nhận thức hướng ngoại, nhận thức trực giác nằm đây. Đấy. Rồi là kiến tạo cảm xúc. Đấy, cái vùng này chính là vùng nào cảm xúc. Thì hiện tại mình chỉ kê nó khoảng 5 chức năng như vậy thôi, rồi tất nhiên nó có thể hơn. Nhưng mà trong sinh trắc của mình thì mình nhìn thấy các chức năng này nó quan trọng. Bởi vì giả sử như vùng L1 này, mình nhìn thấy cách người ta thiết lập quan hệ như thế nào, cách người ta xây dựng quan hệ như thế nào, cách người ta ra quyết định ra làm sao, cách người ta điều khiển mọi thứ như thế nào. Điều khiển đây nó là chức năng của vai trò dẫn dắt chỉ huy đấy, hoặc thậm chí điều khiển xe. Đấy, như nào, giả sử như người có EU ở đây chẳng hạn thì người ta rất là sợ. Đấy, Hoàng Mai nhỉ, có dám lái xe ô tô không? Hả? Thì chưa học lái xe nhưng mà chắc là dám lái chứ sợ gì không lái, đúng không? Đấy, những người AU vị trí này ấy, là họ thông thường họ giả sử như học lái xe, cái chức năng điều khiển nằm đây này, có thể là họ sẽ rất hồi hộp hoặc là họ cảm giác như trường hợp của AU vị trí này ấy, thì thường thường ấy là phản ứng là không ổn lắm nhá, không ổn lắm. Anh nói thẳng luôn đi, nó chậm, có thể nó chậm là một. Cái thứ hai nữa là gì? Hay bị giật mình là hai. Mà giật mình đạp phanh hay đạp ga không biết, rất nguy hiểm nha. Thôi tốt nhất là cô cứ coi như là kiếm tài xế, không nào thuê anh cũng lái cho. Đấy. Đúng là làm gì em hay hồi hộp lắm. Ừ, hồi hộp lắm. Cho nên là những cái trường hợp như là cái trường hợp AU ở đây ấy, thì những cái trường hợp như là bất thình lình ấy, là họ thậm chí là họ không có hai tình huống, một hoặc là rất nhạy, hoặc là thường thường là bị chậm. AU thường thường là xử lý không nhanh đâu. Đấy, chức năng điều khiển đấy, nó liên quan một loạt các vấn đề thể thao. Nhưng mà riêng nhá, cả nhà nhá, riêng chủng AS ở vị trí này thì chơi thể thao vô đối luôn. Riêng về AS, chỉ mỗi AU dính đòn ở vấn đề này thôi. Đấy, nhưng mà AS, những cái người có AS ở vị trí là một này, ngón cái này, ngại là những vận động viên thể thao nhá. Đấy, hai cái này khác nhau, cũng là A nhưng mà không phải A nào cũng giống nhau. Đấy. Vị trí điều khiển nhá, nhận thức hướng ngoại này, nhận thức trực giác đấy, rồi là kiến tạo cảm xúc. Cái nhận thức này này, cái nhận thức này chính là nhận thức linh tính đấy, nhận thức hướng ngoại này, linh tính. Đấy, linh tính là một cái dạng giống như là nó giống như là một cái sóng wifi ấy. Chúng ta có một cái hệ wifi chúng ta phát đi đấy, và chúng ta nhận tín hiệu wifi từ nơi khác về. Thông thường về kiến thức khoa học thì nó chưa ghi nhận cái điều này, nhưng mà rõ ràng nếu như mà ngồi nghiên cứu về Phật, kiến thức Phật và thiền định thì mình bảo nó có chức năng này, nhưng chẳng qua là trước nay chúng ta chưa đo đếm đâu. Bản chất của não bộ chúng ta là một cái dạng, nó là một cái bộ phận cơ thể, cái não bộ này thì cái mức độ của nó hoạt động ấy, thì nó y như cái mạch điện, nó có cái dạng từ trường, sóng từ trường. Cho nên là khi mà chúng ta nhớ, khi chúng ta nghĩ nhiều về một người nào đó thì thông thường là có hai đặc điểm, là người đó sẽ có hiện tượng là xuất hiện trước mặt chúng ta. Đó. Thì đó là một cái đặc điểm người bình thường. Cho nên là cái này nó có vai trò là nhận thức hướng ngoại hoặc là nhận thức linh tính như nào đây này. Đấy. Còn cái vị trí số 5 này thì người ta gọi là kiến tạo cảm xúc trực quan. Đấy. Thì đấy là vị trí của L1. Đấy. Thì cách chụp vân tay khi làm đây thì chúng ta sẽ có cái cách nhận xét những cái đặc tính này. Chúng ta dùng những cái đặc tính này để cho chúng ta nhận xét. Đấy. Lưu ý. Đấy, như vậy là chủng vân tay, kiến thức chủng vân tay rồi, bây giờ phải nắm được chức năng của nó. Đấy, trong giao tiếp thì nó thể hiện như nào, cái cách ra quy định của người nó thể hiện làm sao. Đấy, họ điều khiển mọi phương tiện như thế nào. Đấy, rồi cái năng lực cảm nhận họ ra làm sao. Đấy, rồi cái cảm xúc. Đấy, nó đi theo cái quy tắc này. Đấy, thì đấy là cái vị trí L1. Sang L1, vị trí kiểm soát bao gồm nắm giữ và phân bổ. Đấy, kiểm soát ở đây là gì? Đấy, là cái việc nó giống như nắm giữ này này,
nó giống như là chúng ta có một cái phanh ấy, và có một cái tay ga đó, tăng lên hay giảm xuống đấy, vai trò nắm giữ này, kiểm soát đó. Đấy, nó giống như khi mà chúng ta đi xe ô tô, chúng ta ngồi lên cái xe rồi, nhưng mà nó phải có cái làm tăng tốc độ lên, mà cũng phải có cái bàn phanh để đạp nó xuống, để nó giảm tốc độ xuống. Thì cái vị trí kiểm soát này, đây nó là một cái việc là thái như vậy, cái nắm giữ này, đấy, kiểm soát về năng lượng, sức khỏe này, lúc này, các cái nguồn tài nguyên, tài sản nếu mà ở bên ngoài, đấy, và nó kiểm soát cả các kế hoạch, mục tiêu, và nó kiểm soát cả những cái hệ thống tổ chức, các chức năng về tổ chức hệ thống, thì đấy là cái vai trò nắm giữ này. Còn phân bổ nó cũng làm cái chức năng cho những cái nguồn này thôi, phân bổ có nghĩa là cái cách phân chia, cách phân chia cái sức khỏe ở bên trong, cách phân chia các nguồn tài nguyên ở bên trong. Thì cái vị trí R1 nó làm hai vai trò này, hai vai trò chính là phân bổ và nắm cái quyền gọi là tăng giảm kiểm soát, chính là hai cái chức năng này đấy. Giả sử ví dụ như chủ nước chẳng hạn, chủ Uranus ở vị trí này, thì họ làm sao, năng lực cao, nắm giữ của họ hơi yếu, đuối, thiếu kỷ luật, phân tán. Đấy, phân tán, họ chỉ phù hợp làm những công việc trong ngày, kế hoạch ngắn hạn thôi, chứ không phù hợp ở những kế hoạch dài hạn, bởi vì cái kiểm soát của vị trí chủ nước, đặc tính của nó là nó hơi đuối, nó đuối. Ví dụ như vậy, đấy là làm lắp ở vị trí R1 này. Đấy, thì chúng ta lưu ý người của chủ nước có làm về vị trí này thì họ sẽ có đặc tính là gì, dùng ân nghĩa để kiểm soát, dùng tình cảm để kiểm soát, nghĩa là dùng cái giúp đỡ, dùng cái sự coi như là cái lấy cái uy tín, cái danh dự cá nhân làm cái để cho người khác coi như là người ta noi theo, hoặc là lấy lời là những cái gọi là cái những cái lời lẽ khuyên bảo để dạy. Họ không dùng áp lực, họ không giỏi dùng áp lực và dùng tiền bạc để sai bảo, ví dụ như vậy. Thì đó là chức năng của R1. Ở vị trí 2, ở vị trí sang vị trí L2, nó sẽ cho chúng ta các chức năng chính. Thứ nhất là cái vai trò là lập mục tiêu, kế hoạch. Đấy, lập mục tiêu quan trọng nhất của vùng L2 đó là lập mục tiêu. Như vậy một con người có tự tin hay không, chúng ta quan sát vùng L2 chúng ta sẽ nhìn thấy biểu hiện của họ. Đấy, bởi vì những cái người mà có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch chi tiết ấy, thì đó là những người ta được gọi là tự tin. Còn những người mà hỏi rằng là thông thường họ không rõ một cái kế hoạch cụ thể nào cả, thông thường là những cái người đấy thì thường là nó thiếu một cái tính gọi là tự tin. Do vậy mà thông thường họ luôn luôn có ở cái trạng thái người ta gọi là hành động mang tính chất là nó gọi là đối kháng thôi, nghĩa là phản ứng yếu. Đấy, chứ còn những cái người mà họ đã rõ ràng mục tiêu về kế hoạch thì họ hành động rất là dứt khoát, mạnh mẽ, tập trung. Thế nên đặc trưng vị trí này nó là mình hai tư duy hệ thống này, cái cách sắp xếp đó, giống như cái bản đồ quy hoạch ấy. Đấy là gọi là tư duy hệ thống. Cái vai trò vùng này nó có cái vai trò là thiết lập hệ thống đấy. Đấy, rồi cái vai trò định hướng đây, trong điều khiển nó vai trò định hướng. Rồi nó cũng là cái thằng lắp nó xây dựng cái trí nhớ dài hạn này. Thì bản chất của trí nhớ dài hạn ấy nó dựa trên cái tư duy hệ thống này thôi. Đấy, và cái trí nhớ dài hạn này thông qua cái vấn đề là hình ảnh như này, thế này, trí nhớ dài hạn này, nó lưu ý cái vùng này, thằng này nó sẽ xử lý cái trí nhớ dài hạn nằm đây đấy, thì trí nhớ hình ảnh đấy. Còn cái chức năng nữa là chức năng về chiều tượng ở đây có nghĩa là nó hình dung ra, tưởng tượng ra. Đó, thì cái gì chức năng này là chức năng tưởng tượng, bao gồm không gian, hình ảnh, sáng tạo, có vai trò này nữa. Đó, đấy là chức năng của tưởng tượng. Đấy là vị trí của ngón L2, ngón này. Đó. Còn ngón tư duy chính xác L2, ngón bên này, nó làm vai trò là gì? Lập luận, ngôn ngữ, toán học, logic. Đây là lập luận đây, ngôn ngữ này, toán học này, logic này, quy luật này, phân tích. Đó, chức năng R2, ngón trỏ bên tay phải, đó là cái chức năng này. Thùy đỉnh có các chức năng sau. Vận động tinh R3, các chức năng thứ nhất nó gọi là các vận động hệ, cái này gọi là vận động nhỏ, cơ nhỏ ở bên trong. Đấy, cơ mặt này, khớp ngón tay này, giọng nói đây. Đấy,
các chức năng về khứu giác, vị giác, sức khỏe về mặt nội tạng này, giọng nói, giọng hát nằm đây. Đó, thì đây là vận động tinh L3. Sang vận động là vận động thô L3 là các hệ thống cơ xương khớp này, hệ xúc giác cảm nhận qua da này, đấy, thể trạng hình dáng này, chiều cao cân nặng, đấy, cách thực hiện thao tác hành động. Đó, thì đó là cái vùng L3. Đấy, cái chức năng của vùng L3 như vậy. Đó là vùng L3. Đó. Sang đến vùng thái dương. Sang đến thủy thái dương này. Thủy thái dương thì vùng tai nghe đây. Thứ nhất là nghe bao quát này. Hai là tai bên tai L4, nó gọi là tai nghe chủ động đấy nhá. À, tai nghe trực quan này, nghe cảm nhận trực tiếp. Phân biệt âm điệu, âm nhạc. Đấy chính là âm nhạc. Còn cái tai nghe là bốn bao gồm là nghe bên trong và phân biệt về âm vần. Tai nghe này nó gọi đóng vai trò gọi là nghe thụ động. Ừ. Có nghĩa là gì? Nó luôn luôn nó chấp nhận nó lắng nghe. Đấy gọi là tai nghe, gọi là nghe thụ động. Còn cái thùy trầm là chức năng nhận thức của mắt này. Đấy, hình dạng định dạng hình khối này, màu sắc này. Đó. Cái này có vùng này có thể là dùng cái từ gọi là dùng quan sát chủ ý, có nghĩa là chủ động quan sát. Đó. Quan sát không gian này. Đây là cái mắt này là mắt nhận thức quan sát đấy. Còn vùng R5, mắt R5 là mắt bên vị trí ngón út bên tay phải này, định dạng khoảng cách cự ly này, rồi tình yêu thiên nhiên, các lĩnh vực về nông lâm nghiệp, mắt đọc sách, mắt chi tiết. Đấy. Thì đấy là đặc trưng các cái vùng chức năng này, nó có cái vai trò như vậy. Thì đấy là chúng ta hôm nay nắm được các chức năng từng vùng này, các cái vùng của não. Thì sau đó là sau khi mình nắm được cái vùng này rồi, mình mới đưa vân tay vào đây, đưa vân tay vào đây, bắt đầu mình mới nhận xét các cái quy tắc trong cái chức năng này nó thể hiện như nào, trong chức năng nó thể hiện như nào. Mỗi một cái vân tay ở một cái vùng này, mặc dù cùng chủng vân tay nhưng nó sang ở vị trí khác nhau thì nó lại có chức năng khác nhau. Đó, thì đó là cái cách mà hiện nay từ hôm trước đến nay anh mình hay dùng. Đó là mình nhận xét các chức năng này, thì nó nghe nhận xét chủng vân tay theo chức năng, nó là như vậy. Thì đấy là cái phần gọi là giới thiệu cho cả nhà nắm được cái gọi là các là cái vấn đề là não bộ này, năm thủy não này, 10 vùng chức năng và các gì nhá. Năm thủy não và 10 vùng chức năng. Ok. Thì đó là cái bài của ngày hôm nay.